Chào mọi người, em mới về đây. Hôm nay em sẽ khui cho mọi người xem cái rất là thú vị em mới vừa mua. Nó không phải là chanh đâu, nó là một con sóc. Sẽ là chị em với lại con út nhà em. Lúc nãy là con út nhà em đó. Đây là một bé sóc bông em mua từ Facebook Hoa Thổ Địa. Và sóc con còn chưa mở mắt nha mọi người. Đây em có mua kèm theo là một cái cây để cho sóc con uống sữa mọi người. Đây con ú nhà em nó còn đang tò mò nè. Con ú của em là một con sóc Bắc Mỹ, con mới có 2 tháng à, chừng nữa nó lớn lên là nó bự lắm luôn á. Nó đang nhõng nhẽo đòi em rờ nên nó quấn gì đó. Còn đây 3 2 1, yeah. Ủa đâu rồi? Ý, nhúc nhích kia. Đây là sóc con còn chưa mở mắt. Đâu đây? Đọc đây rồi nè. Ảnh xé rất là nhiều giấy báo bên trong để chống sốc cho bé sóc con mọi người. Đây đây, ô dễ thương á, còn nhỏ chưa mở mắt. Đây là sóc bông, sóc bông Việt Nam, khoảng khoảng 400.000 một con như thế này. Có thể nếu mà nó còn nhỏ hơn á, khoảng 2 tuần mở mắt hoặc là 3 tuần mở mắt thì giá có thể là khoảng 200-300. Ship về có 10.000 thôi mọi người, gửi theo xe dư quý về Mỹ Tho, từ Sài Gòn về Mỹ Tho là 10.000. Đây, bé con này sẽ được uống sữa. Uống sữa trong toàn bộ khẩu phần ăn của nó là em mua sữa TH Trumilk không đường. Rồi, đây. Một bịch TH Trumilk không đường. Mỗi ngày thì cứ cách khoảng 2 tiếng hoặc 2 tiếng rưỡi em sẽ cho bé uống sữa một lần bằng cái cây này. Thì khoảng 10 ngày nữa, đây là bé khoảng 10 ngày nữa sẽ mở mắt. Nên em sẽ phải lấy một cái áo cũ cho bé mặc, để lót vào ổ cho bé để bé quen mùi, rồi thường xuyên vuốt ve chơi với bé để bé quen mùi em. Đến khi mở mắt thì bé sẽ đi theo em và quấn em ha mọi người. Em bắt bé lên cho mọi người xem, còn rất là nhỏ và non nớt, chưa có biết quậy đâu, chưa có giống như thằng giặt ú. Thằng giặt ú nó đang quậy kìa, nó đang ăn bịch thức ăn cho mèo, quậy lắm. Còn bé con này tương lai cũng sẽ rất là quậy. Ủa bé này bé đực hay bé cái vậy ta? Em cũng chưa xem nữa để... một thằng cu con. Một thằng cu con. Vậy là nhà có 2 thằng con trai. Bé kia cũng là con trai nữa. Bé ú Bắc Mỹ cũng là con trai. Đây là bé sóc bông Việt Nam. Có vẻ là đuôi màu hơi sáng. Hy vọng là bé sẽ ngoan. Mọi người chưa mở mắt nè. Từ từ 10 ngày nữa bé sẽ mở mắt. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của em. Chúc mọi người một ngày vui.